Vâng, hiện tại bây giờ thì em đang ngồi trong một chiếc xe với giá thành là 62 triệu. Anh chị cũng đang thắc mắc không biết là chiếc xe này chiếc xe gì đúng không ạ? Anh chị thấy sơ sơ vô lăng bốn cháu, xe nhìn xung quanh đẹp không? Em cũng xin tiết lộ, con xe này em nó đọc một cái là số sàn máy dầu nha anh chị nha. Có turbo với giá thành 62 triệu. Và bây giờ em sẽ test thử con xe này cho anh chị cùng tham khảo với chiếc xe 62 triệu này em nó có những gì nhé. Đây là bề sơ của em nó nè anh chị. Đó, máy hiện tại là em đang lạ lướt, xin cũng được. Xi nhan, đèn còi đầy đủ không thiếu một cái gì hết anh chị ha. Với giá thành 62 triệu thì anh chị và cô chú sẽ sở hữu một chiếc xe máy dầu số sàn và một cầu này nhá. Và bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo dõi video này với em coi chiếc xe 62 triệu này em nó có những gì ha. Đây là xe thì số sàn nha anh chị. Đây em quay sơ qua tắp bi tắp lô cho anh chị cùng xem luôn ha. Ghế bọc, vô lăng, bốn cháu, kính chỉnh điện. Để bây giờ em tạm thời em hoãn và em mời tất cả các anh chị và cô chú cùng theo em bước ra ngoài kiểm tra chiếc xe 62 triệu này có những gì ha. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách, trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc. Một lần nữa cho ô tô Duy Anh gửi một lời chào trân trọng nhất và đồng thông qua một lời chúc sức khỏe cho tất cả các cô chú và anh chị đang xem video này trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, chiếc sự camera màn hình của mình thì anh chị cũng hẳn anh chị nào đã theo dõi cái kênh của em thì cũng biết con xe bản số 47D00628 này hồi ngày hôm qua là nó đang có mặt ở đâu đúng không ạ? Thì con xe này hiện tại bây giờ là xe này đang có mặt tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vào phường 1 rồi nha anh chị nha. Con xe này tên em nó là Corando, sản xuất năm 1999. Xe này là máy dầu một cầu số sàn. Xe này là có hai chỗ ngồi thôi nha anh chị nha. Xe này nó còn được 4 năm đời nữa là em nó sẽ hết đời. Hiện tại đăng kiểm thì vẫn còn tới tháng 9 năm 2020, cứ 6 tháng mình đi đăng kiểm một lần nha anh chị và cô chú. Đó, với giá thành 62 triệu thì anh chị và cô chú nào theo dõi cái kênh của em ngày hôm qua thì cũng chắc hẳn là cũng sẽ biết con xe này là đã có mặt chạy từ đâu về. Hôm qua thì em cũng đi một quả Sóc Trăng về con xe này nha anh chị ha. Bây giờ mời tất cả các cô chú và anh chị cùng theo em để em quay sơ vào đồng sơn nội thất ngoại thất của chiếc Corando máy dầu một cầu số sàn này cho anh chị cùng tham khảo. Chiếc sự camera màn hình thì anh chị em nó mang một cái form dáng rất là ngầu, từ nách cường keo chỉ anh chị thấy vẫn còn nét. Thì xe này có một hai điểm nó bị nổi sơn anh chị thấy không, nhưng xe này thì bên em không có dọn và em để sẽ xả một mạc bán như vậy luôn. Đó, một hai điểm sơn chốc nhưng nước sơn này nhìn cũng còn rất là cũng còn tạm được nha anh chị, cũng không có đến nỗi là xấu xí lắm đâu anh chị ạ. Nó chỉ có một hai điểm thôi. Đó, đằng sau thì cái bánh đằng sau anh chị và cô chú thấy không? Đó, bánh treo. Đây có một độ để mình leo lên luôn nè, đó, leo thẳng lên nóc luôn. Em leo thẳng lên nóc cho anh chị và cô chú cùng tham khảo luôn ha. Thì hiện tại thì em đang đứng trên nè, nóc xe. Chị thấy rất là tiện lợi. Đó, anh chị thấy nhìn xuống xe một khung cảnh rất là lãng mạn luôn. Đó, buổi chiều ngày hôm nay trên thành phố Bảo Lộc của em có một nắng rất là trời rất là trong xanh và đẹp. Đó, anh chị thấy không? Bây giờ mà leo xuống cũng rất nhẹ nhàng luôn anh chị ạ. Chỗ này mà đi phượt á mình để đồ nhiều lắm anh chị. Xe này thích hợp cho tất cả các anh chị em nào đi phượt anh chị thấy không? Leo lên rất dễ. Bây giờ em sẽ quay những điểm xấu trước cho anh chị cùng tham khảo ha. Đây là những nước sơn. Thì cái này anh chị nào lấy về thì phải dặm lại nha. Nó dặm sơ sơ lại, còn không thì cứ để như vậy chạy anh chị ha. Nước sơn của em nó thì cũng bị một hai điểm nó rất là xấu. Đây. Đó. Bên em xả mộc mạc trong mùa
đang bị dịch như vậy luôn, thì em không có dọn, em sẽ mộc mạc cho tất cả các cô chú và anh chị nào có nhu cầu lấy chiếc Corando này với giá thành chỉ 62 triệu. Thì con xe anh chị và cô chú thấy em nó sở hữu một cái bóng đèn nhìn rất là hầm hố đó, form dáng thì rất là không, em biết không biết cho dùng diễn tả nó như thế nào, nói chung là rất là ngầu anh chị ạ. Đó, nắp capo thì hình dạng bầu anh chị thấy không, form thì rất là cao. Bốn cái vỏ của em này thì hai ba cái vỏ, mấy cái vỏ này em còn được coi như là 85%. Em kiểm tra vỏ này luôn, cũng như vậy luôn nha anh chị nha. Hai vỏ trước là 85%, hai vỏ sau thì cũng còn được 50-60% nha anh chị. Gai ghiếc thì vẫn còn ok. Và đây thì anh chị cùng theo em nhìn cánh cửa bên này. Đây là cửa bên phụ, xe này có hai cửa thôi nha anh chị. Ba cửa, cửa bên sau nữa là ba. Trước sự camera màn hình thì anh chị và cô chú nhìn, nó tắp bi nè. Nắp cửa nè. Hôm qua thì em không có thể quay chi tiết được tại vì lúc đó thì công việc nó bận và không có thời gian, với lại khi mà về tới nhà quay mà phải có wifi thì up nó mới lên YouTube thì nó mới rõ ràng được. Và thực sự là mấy hôm nay em cũng đang bệnh nên rất là mệt. Đây là trụ B nè anh chị. Anh chị thấy trụ B không? Nó nhận nốt gân ghiếc đồ vẫn còn rất là ok, xe không có dấu hiệu cứng đụng nha anh chị nha. Đây thì băng ghế trong, băng ghế trong thì có hai ghế thôi anh chị và cô chú, hai ghế thì còn rất là sạch sẽ. Có cái ghế tài này nó bị tư tương tí mà nhưng không sao, cũng một vết nát nhưng vẫn xài được, vẫn xài tốt. Ghế bọng thì mặt đồng hồ tắp lô vẫn còn rất là sáng. Trần bọng vẫn còn sạch sẽ luôn anh chị ạ. Thấy không? Trần bọng nè. Và ở băng sau này, em quay ra sau em quay cho nó rõ đi ha. Sàn sửa xe thì bốn cái kính á, thì cũng được hai cái chứ em xin lỗi. Bốn cái đi, cái này nó bốn cái luôn. Cũng được dán phim cách nhiệt, cái này nữa là năm luôn nè. Đây là cánh cửa đằng sau nè anh chị. Cánh cửa đằng sau anh chị thấy không? Thì ở đây là được chủ nhà trước lót một cái tấm nệm. Thì cái tấm nệm này có thể là mình chở mấy đứa nhỏ lật vặt hoặc là chở thêm hai người cũng được anh chị ha. Mà đi thì mình gặp công an mình né một xíu. Mà thường thường những cái xe này thì ít khi công an người ta hỏi lắm, trừ khi mình chạy quá tốc độ hay cái gì thôi chứ ít khi người ta để ý lắm. Tại vì xe này xe du lịch, xe gia đình chứ không phải như những cái khác. Thì anh chị thấy cái khoang ở đằng sau đây cũng rất là rộng rãi anh chị ha. Xe trang bị bốn cái loa nhìn rất là hầm hố. Loa này thì quýnh nhạc coi như nghe nhức não luôn. Nó đằng xa xa trên kia có cái gì nữa kìa, em chưa thấy nữa mà thấy dưới gầm ghế không biết phải sấp không biết. Như cái đó là dàn sấp đó anh chị. Đây, một cái loa Dailies ở đằng sau cửa nữa. Thì cửa ở đằng sau đóng cũng rất là khít, bánh sơ cua thì bánh treo nha anh chị nha. Chị thấy những đường gân không? Vẫn còn riêng. Ok ha. Và bên này là cánh cửa bên tài. Anh chị thấy không? Cửa tài. Tắp bi nè, tắp bi cửa anh chị nè. Thì nó vẫn nguyên bản, thì nói chung là nó cũng có một hai điểm nó xấu, nhưng với xe này thì với giá thành 62 triệu thì nó rất ok. Cái bộ này là bộ của đèn led nha anh chị nha. Đèn đằng trước. Cái xe này cái đèn rất là sáng nha anh chị và cô chú. Và bây giờ em mời tiến hành anh chị và cô chú bước lên lại kiểm tra lại về cái trên cái khoang mà nội thất này, xe này nó có những gì ha. Giờ em sẽ nổ máy ha. Xe này thì máy lạnh rất là sâu nha anh chị. Xe thì trang bị gồm một cái màn hình có hỗ trợ loa Bluetooth, nhạc dập thì rất là sập sình, máy lạnh xe này cực kỳ sâu luôn anh chị. Hai kính chỉnh điện vẫn hoạt động bình thường anh chị ha, động rất là trơn tru. Vô lăng thì tích hợp vô lăng 4 chấu, tay lái trợ lực cực kỳ nhẹ vậy thôi.
đèn còi xi nhan đầy đủ nha anh chị. Gạt mưa gạt nắng không thiếu gì hết. Trần bọng có đèn luôn. Đó, đây là bộ đèn trần bọng. Xe này thì được cái dàn trần rất là đẹp nha anh chị. Trần vậy thôi, trần rất đẹp. Hai cái kính gương hậu này là chỉnh điện nha anh chị và cô chú, chỉnh bằng điện nha. Có một kính bên kia thì nó bị kẹt rồi, nó chỉnh không được, nó chỉ có lên thôi chứ nó không có xuống được, thì phải chỉnh bằng tay. Nó bị kẹt rồi. Đó, nó chỉ lên thôi, còn kính bên này thì hoạt động bình thường nha anh chị nha. Và giờ anh mời anh chị và cô chú cùng theo em bước tới khoang máy để xem cái máy này em nó như thế nào ha. Mấy hôm nay em bệnh á, nên cái người em nó không được khỏe cho lắm, nên cái giọng em nó hơi yếu tí xíu nha anh chị. Chị thấy đây là xài bằng Bentley luôn anh chị ha. Đó, đưa lên cái là lên luôn. Và trước sự camera màn hình thì anh chị và cô chú cũng thấy chiếc xe khoang máy của chiếc xe Corando. Em ấy đến từ Hàn Quốc, thương hiệu là Daewoo. Máy này là máy xăng dông, gọi là máy mệt nha anh chị nha. Máy này có turbo luôn anh chị, giờ thấy có turbo không? Máy dầu với dung tích xi lanh là 2.8. Thì độ tiêu hao nguyên liệu dầu của em nó là khoảng cỡ 7-8 lít trên 100 cây số nha anh chị, chạy cực kỳ lợi dầu. Đây anh chị thấy những đường gân nè. Đó, vẫn còn zin đét đẹp luôn ha. Nó không có một dấu hiệu cấn đụng nha anh chị nha. Những nút đinh tán theo nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản. Đó, anh chị thấy không? Nè. Đây là thanh dằn. Đó, nút đinh tán bấm nè anh chị thấy không? Gân sống nè. Thì thường thường những chiếc xe thì những cái nút đinh tán này bấm lên là nói lên cái dấu hiệu là của riêng nhà sản xuất. Thì anh chị và cô chú nào mua xe thì nói chung những cái xe mà giá thành mà nó chỉ vài chục triệu thì cũng không đến nổi. Dù có cứng đụng va quẹt nhẹ thì cũng mà giá thành nó tới vài trăm hoặc là một trên 100 triệu. Thì anh chị và cô chú nhìn hai bên so sánh, nếu mà hai bên nó giống nhau thì nó sẽ là zin. Còn trừ khi thợ bấm lại thì cũng không bao giờ được zin theo nhà sản xuất đâu anh chị ha. Thì thường thường những cái lần này nè, mà nếu mà xe bị cứng đụng thì nó sẽ bị sập vô đây. Ví dụ sập vô đây đi thì khi mà thợ đồng làm thì người ta không có làm như làm lại được cái nhôm như vậy. Mà dù có làm như chăng nữa thì nó cũng không đẹp được. Thì anh chị nhìn hai bên hình dung sẽ biết là xe có cứng đụng hay là không. Đó, những cái đó là những cái khuyến khích. Đó, nắp capo này chị thơ. Với còn cái xe mà che mưa che nắng tập chạy tập lái giá vài chục triệu thì cái chuyện cứng đụng thì nó cũng không quan trọng anh chị ạ. Tại vì xe mình tập lái mà, bản sao người ta làm là lại đẹp thì ok thôi. Nhưng những cái xe mà số tiền bạc trăm trở lên thì anh chị và chú phải luôn để ý những cái đó ha. Những cái xe này thì quan trọng máy và gầm bệ. Máy này là không có đổ hơi nha anh chị nha. Vậy thấy không? Đổ hơi là nó sẽ lên cái khói trắng anh chị. Một cái khói trắng, cái này là nhớt nó bơm mặn nè. Nó lên một cái làn khói rất là giống như mình phà thuốc ra vậy á. Đó, máy móc thì anh chị thấy không? Hệ thống của em nó xe này thì bây giờ mời tất cả các anh chị và cô chú cùng theo em kiểm tra về dàn gầm của chiếc xe Corando, thương hiệu em ấy là Daewoo. Đến từ Hàn Quốc nha anh chị nha. Bây giờ em sẽ mời tất cả các anh chị, cô chú cùng em kiểm tra về dàn gầm ha. Công ty ô tô Duy Anh Mobile xin kính chào quý khách. Trụ sở chính tại 42 Ngô Thị Nhậm, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi ô tô, nhà đất, nhận rút nhập giấy tờ xe, nhà đất, đăng kiểm xe ô tô. Với phương châm bán sự yên tâm, mua sự hài lòng,
Chúng tôi cam kết tư vấn trung thực, chế độ bảo hành tốt, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đảm bảo đem đến cho quý khách sự hài lòng tuyệt đối. Hotline 0935500001, 0983029131, 0918614642. Ô tô Duy Anh Mobile, dịch vụ tận tâm, nâng tầm thương hiệu. Trước sự camera màn hình thì anh chị và cô chú cũng hình dung là dàn gầm của em nó như thế nào, đúng không ạ? Vâng, em cũng xin nhắc lại cho anh chị và cô chú nắm được thông tin của chiếc xe này. Tên em nó là, nhãn hiệu em nó là Corando. Em nói là thương hiệu của Daegu, đến từ Hàn Quốc. Xe này thì máy dầu, hai chỗ ngồi, còn 4 năm sử dụng nha anh chị nha. Còn được sử dụng tới năm 2024. Con xe này thì tay lái trợ lực, máy dầu, được chủ nhà lên bộ tờ, cái bộ đèn rất là hầm hố. Bộ đèn này tối là chạy là bao đường luôn nha anh chị và cô chú, một mình một đường luôn, rất là sáng. Con xe này thì cứ 6 tháng đi đăng kiểm một lần nha anh chị. Bên em bán cho anh chị và cô chú với giá thành là 62 triệu. Em để nguyên tình trạng này, và anh chị cô chú nào để ý chiếc xe này thì cũng biết con xe này hôm qua em mới chạy từ Sóc Trăng, nhưng hiện tại bây giờ là em nó đang có mặt tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Đó, và ok ha. Anh chị cô chú nào thích sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng điện thoại cho em, số điện thoại đó là 0983029131 hoặc 0339737383 hoặc 0935500001 hoặc là trực tiếp xem xe tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, phường 1. Bên em cũng có dịch vụ là giao xe 64 tỉnh thành trên toàn quốc trong vòng bán kính 100 cây số. Còn ngoài 100 cây số thì anh chị vui lòng hỗ trợ cho em thêm ít chi phí để em bàn giao xe tận nhà nhé. Vâng, anh chị và chú ơi cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và bấm chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên ô tô Danh Mobile nhé. Còn trước mặt bên kia mình thì có một con Toyota Corona sản xuất năm 1992. Con xe này với dung tích xy lanh là 1.6, bản số đang đeo là 29A50770. Con xe này em cũng có review một chi tiết, một rất là chi tiết về chiếc xe này rồi. Em quay sơ em kéo luôn cái video này cho anh chị và cô chú cùng tham khảo luôn. Con xe này bên em bán cho chị và chú với giá thành là 55 triệu. Đồng sơn xe này em mới sơn lại nguyên con, đăng kiểm thì còn tới mới vừa đăng kiểm luôn, tới cuối tháng 12 lận mới hết đăng kiểm. Nội thất thì ghế nỉ nha anh chị, nỉ rất là sạch sẽ. Với giá thành 55 triệu thì anh chị và cô chú sẽ sở hữu chiếc xe này, tập lái che nắng che mưa, bốn kính chỉnh điện, tay lái trợ lực. Anh chị và cô chú nào thích sở hữu chiếc xe này, muốn xem chi tiết thì em có một cái bài rất là rõ về chiếc xe này rồi. Vâng, cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cho đại gia đình mình có một buổi chiều thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và cũng mong tất cả các cô chú và anh chị trong cái tình trạng ở mình thì hiện tại là đang dịch, và cũng mong tất cả cô chú và anh chị thì cũng ra đường thì mình cũng tuân theo cái nghị định của chính phủ. Và mình thứ nhất là mình bảo vệ cho sức khỏe cho chính mình và cho gia đình và ngoài cộng đồng nữa.